Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh tiếp tục chia sẻ chiêm ngưỡng vẻ đẹp cây chồi mồi rất hấp dẫn. Xin mời cả nhà và các bạn đón xem. Xin mời. Kính thưa cả nhà và các bạn, đây là một cây chồi mồi rất là đẹp, làm bonsai rất là chuẩn cả nhà và các bạn đón xem. Bây giờ Trần Canh sẽ review từ dưới gốc lên cho tới cái đỉnh. Đây là gốc cây chồi mồi đớ rất là đẹp và bộ rễ rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó. Đây là bộ rễ của cây chồi mồi này. Đây. Ok. Chúng ta sẽ lên cái thân. Nó ra ba thân các bạn. Ba thân này, đây là chân ba ra ba thân này. À. Và đồng thời mình sẽ cắt cái thân thấp nhất và nhỏ nhất ngang này, nước chậu đây. Và thân to hơn thì nó sẽ cao hơn. Đó. Các bạn xem này. Đây. Và thân chủ là rất là to. Ở đây các bạn. Cái thân chủ rất là to này. Và đóng mục chỗ đây cũng rất là tuyệt vời. Đây này, lách này các bạn. Co lách rất là đẹp. Đây. Và đồng thời hướng giờ cội. Cái độ cao của cây này cũng rất là chuẩn luôn các bạn. Nó hướng giờ cội này. Hướng giờ cái tâm ngay góc của ngã ba của ra ba thân này rất là chuẩn luôn các bạn. À, các bạn xem. Ui, thấy không? Này, mình chiếu xuống này. À, các bạn xem. Rất là chuẩn. Rất là đẹp. Và đồng thời cái thân chủ này lách cũng rất là hấp dẫn luôn các bạn. Đây, các bạn xem. À, lên đó. Giót cây lên. Và lách cũng rất là hấp dẫn. Thì và cái bộ rễ của cây thì nó đi theo chi cũng rất là tuyệt vời đó các bạn. Các bạn cứ xem chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây này trong tự nhiên, thiên nhiên rất là đẹp. Đấy. Ok. Như thế là cả nhà và các bạn đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây chồi mồi như thế này. Bây giờ Trần Canh sẽ review toàn bộ cái cây này cho cả nhà và các bạn cùng xem nha. Đây là thân chủ nè các bạn. À, thân chủ. Cái độ cao từ gốc lên trên tầm cỡ 9 tấc nha các bạn. Rất là đẹp, rất là chuẩn luôn. À, thân chủ có lách này, lách chưa cội rất đẹp. À, lách à. Ok. Và gió cây cực kỳ hấp dẫn. Và chi nó đóng ngay chỗ đây cũng rất là hấp dẫn luôn cả nha. À. À, các bạn xem xuống cái đó. Ui. Và đồng thời là có hai chi này. Trong một chi là hai chi này cũng là lắc theo uống theo cũng rất là đẹp đó các bạn xem lắc này. Đó, rất là đẹp ha. Như thế là cả nhà và các bạn đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cây chồi mồi như thế nào. Cả nhà và các bạn thấy nội dung này hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp hay hơn và lạ mắt hơn. Xin bye bye.